Câu chuyện bắt đầu trong một bệnh viện. Ở nơi này chỉ có một bác sĩ đẹp trai và 7 cô y tá xinh đẹp, trong đó có một y tá tên là Thawan là bạn gái của bác sĩ. Hai người cùng nói đến chuyện kết hôn, nhưng Thawan lại không biết bác sĩ nam không hề muốn kết hôn với cô, thậm chí còn có quan hệ với em gái của cô. Trên thực tế, tất cả các y tá trong bệnh viện này đều có quan hệ mập mờ với bác sĩ nam. Một ngày, Thawan muốn tạo bất ngờ cho bạn trai, lại vô tình phát hiện ra bạn trai vụng trộm với em gái. Cô trốn dưới chăn khóc, sau khi xong chuyện thì đi tìm em gái cãi cọ. Lần đi tìm này lại khiến cho chính cô gặp phải họa sát thân. Thawan bị mấy người y tá còn lại giữ chặt. Bác sĩ đứng ở bên cạnh quan sát, phụ trách đưa dao. Cuối cùng, cô đã bị em gái ruột tự tay đâm chết, thậm chí bác sĩ nam còn muốn bán thi thể của cô đi. Nhưng mà phải 7 ngày sau, người của chợ đen mới có thể đến được. Bác sĩ rất rối rắm, bởi vì nơi này lưu truyền một lời đồn, nghe nói sau khi người chết, linh hồn còn ở lại nhân gian trong 7 ngày, đợi đạt được tâm nguyện rồi mới rời đi. Đến ngày thứ 7, người của chợ đen vẫn chưa tới. Bác sĩ gọi điện thoại thúc giục đối phương, chỉ nhận được câu trả lời đang trên đường đến. 6 y tá còn lại đứng trong phòng cũng đấu đá với nhau suốt. Còn 15 phút nữa là đến 12 giờ đêm. Lúc này, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Một người phụ nữ điên cuồng yêu thích tất cả những thương hiệu thời thượng. Thứ mà cô ta yêu thích nhất là một chiếc túi xách đắt tiền là quà do bác sĩ tặng. Bởi vì không có bộ đồ nào phù hợp, người phụ nữ đội chiếc túi lên đầu, chậm chậm quay về phòng của chính mình, cắt hình một sợi dây chuyền in trên tạp chí xuống, dán lên trên người của chính mình, vờ như bản thân có hết tất cả những thứ đắt tiền này. Đang lúc vui vẻ, trong bản nhạc đột nhiên xuất hiện một tạp âm. Người phụ nữ quay đầu lại, không phát hiện ra rằng đằng sau poster y tá có một bóng người. Một bàn tay khẽ chạm lên vai của người phụ nữ, sau đó nhanh chóng biến mất. Trong phòng lại không có thứ gì, bản nhạc cũng không còn xuất hiện tạp âm, người phụ nữ cũng vui vẻ trở lại. Sau khi dán xong những món đồ trang sức bằng giấy lên người thì xách túi đi đến trước cửa kính ngắm nghía, thể hiện sự cao quý của bản thân. Đột nhiên phát hiện ra một vết son nhòe, trước đó cô ta đã cãi nhau với cô gái tham ăn, không cẩn thận làm lem son ra ngoài. Người phụ nữ rất tức giận, tiếp tục soi gương, sau đó cô ta bất ngờ phát hiện ra ở trong tấm kính có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt của chính mình. Người phụ nữ sợ hãi, giãy giụa khỏi bàn tay kia rồi ngồi thụp xuống sàn, từng chút một lùi về phía sau cho đến khi đụng phải chiếc bàn. Mà từ trong chiếc túi xách rơi ở trên đất, có một người màu đen chậm chậm bò ra, tiến gần về phía cô ta. Cô gái thời thượng bị dọa đến mức lắp ba lắp bắp, sờ thấy cây kéo ở trên bàn thì vội vàng cầm lấy. Nhưng khi quay lại thì người đã biến mất rồi, tất cả đều trở lại bình thường. Người phụ nữ vô cùng hoảng loạn, không ngừng thở gấp. Cô ta đột nhiên quyết tâm cầm lấy cây kéo rồi chạy ra bên ngoài, nắm chặt tay vào lan can. Sắp đến 12 giờ, cô gái thời thượng quyết định đi tìm một chỗ trốn, nhưng tay lại giống như bị dính chặt vào lan can, không thể nào nhúc nhích được. Cô gái vô cùng sợ hãi, muốn rút tay ra, cuối cùng lại làm gãy lan can. Thawan đột nhiên xuất hiện, cơ thể của cô dần dần biến thành một màu đen, chỉ còn nhìn thấy được đôi mắt. Sau đó cô nhanh chóng lướt đến trước mặt cô gái thời thượng, siết chặt cổ của cô ta. Trong lúc Thawan đi giải quyết những người còn lại, cô cũng không hề thả lỏng sự khống chế với cô gái thời thượng, khiến cô ta tự bóc cổ chính mình, tiếp tục đội chiếc túi yêu thích của bản thân lên trên đầu. Cô gái thời thượng bị chiếc túi che đầu, mò mẫm đi lang thang ở trên lối đi, thì đụng phải em gái của Thawan. Em gái kéo khóa ra giúp cô ta, cô gái thời thượng mới có thể nhìn thấy bên ngoài lần nữa. Cô ta ra hiệu cho em gái, trong túi có một cây kéo nhỏ, nhờ em gái cắt túi ra giúp mình. Em gái cầm lấy cây kéo, bắt đầu cắt từ phần cổ của cô gái thời thượng. Sau khi cắt được một đầu chỉ, chuẩn bị rút chỉ ra. Không ngờ sau đó, đầu của cô gái thời thượng cũng rơi ra cùng với chiếc túi. Một bên khác, cô gái thể dục đang tập thể dục như mọi ngày, nhưng vẫn luôn bị những chuyện kỳ lạ làm phiền. Cô ta có chút không kiên nhẫn, quay trở về phòng tiếp tục tập lại. Mới tập được một nửa, chân của cô ta lại giống như bị ai đó nắm lấy rồi cố định giữa không trung, làm cách nào cũng không hạ xuống được. Cô ta dồn sức kéo gần nửa ngày mới rút được chân ra, cả người cũng ngã nhào xuống sàn nhà. Căn phòng yên tĩnh lại, nhưng cô ta cũng không còn tâm trạng tập luyện, đứng dậy đi tắm. Cô ta dựa theo trí nhớ, vươn tay về phía giá để đồ, muốn lấy dầu gội đầu. Đồ vật chậm rãi di chuyển vào tay của cô ta cũng không phát hiện ra thứ ở trong đó là những sợi tóc. Cô gái thể dục không hề chú ý, vuốt chỗ tóc kia lên trên đầu.
Sau khi tắm gội xong, cô gái so sánh kết quả tập luyện của chính mình, phát hiện ra vẫn còn xa nữa mới đạt được tiêu chuẩn, không kìm được có chút nóng vội. Cô ta lấy bút vẽ lên trên cơ thể của chính mình, sau đó nâng tạ lên, tiếp tục tập luyện. Dần dần lại phát hiện ra có chỗ không đúng lắm, hình như có người đang vuốt tóc của cô ta. Cô ta còn nghe thấy tiếng khóc ở xa xa. Thao Quan chậm chậm xuất hiện ở trước mặt cô ta, cô gái bị dọa sợ liên tục lùi về sau. Quả tạ bất ngờ bay lên, lơ lửng trên không. Cô gái sợ hãi, vội vàng trốn sang một bên, muốn ra khỏi phòng. Quả tạ lại bay nhanh đến, nhưng cô gái thể dục đã kịp tránh đi. Nhưng đúng lúc này, quạt điện trong phòng đột nhiên tự bật lên, không ngừng thổi ra gió. Cô gái thể dục cảm thấy trái phải đều khó chịu, tóc đều bị thổi bay ngược lên. Thao Quan dán mình ở bên trên, tóc đổ xuống dưới, kéo cánh tay vào cổ của cô gái vận động, sau đó quấn chặt mặt, thân người và đùi của cô ta. Sau cùng, cô gái vận động chỉ còn mỗi phần bắp chân là lộ ra ngoài, cơ thể bị treo lên cao. Cô ta không ngừng giãy giụa, chân vùng vẫy trong không trung, đạp đổ sofa. Vừa dùng hết sức, lấy đầu lưỡi tách chỗ tóc trên mặt ra, Thao Quan đột nhiên ném cô ta xuống. Tóc trên người không hề buông lỏng, còn treo ngược cô gái thể dục lên, ấn đầu cô ta vào trong bể nước. Cô gái không ngừng giãy giụa, nước tràn ra ngoài, cuối cùng cô ta đã bị dìm chết trong bể cá vàng. Vẫn còn 10 phút nữa mới đến nửa đêm. Cô gái ham ăn đang chơi đùa một mình trong phòng, cô ta thích ăn, không có lúc nào dừng miệng của mình lại được, nhưng vì giữ dáng, sau khi ăn xong cô ta sẽ nôn ra hết. Lúc đi đánh răng, nhìn thấy nửa chiếc bánh donut ở một bên, cô gái không kiềm chế được, cô dừng việc đánh răng lại, cắn một miếng rồi mới tiếp tục trải. Cô ta nhìn thấy một ma nữ lơ lửng ở trên trần qua tấm gương, xuất hiện ở sau lưng của cô ta. Cô gái thăm ăn vô cùng sợ hãi, nhưng Thao Quan dường như đang chơi trốn tìm với cô ta, biến mất một chút rồi lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó vươn tay tóm lấy cánh tay đang đánh răng của cô ta, tay còn lại ấn chặt đầu của cô ta, khống chế cô ta đâm hết lần này đến lần khác vào miệng. Cô gái thăm ăn dùng hết sức lực thoát khỏi sự khống chế chạy ra bên ngoài, nhưng người làm sao có thể chạy thoát được quỷ. Bất kể cô ta có chạy như thế nào cũng vẫn sẽ quay về chỗ cũ. Cô gái sức cùng lực kiệt va vào kệ phẫu thuật ở bên cạnh. Trên đùi bị một con dao nhỏ cắm vào. Thao Quan dường như đã chơi đủ, hành lang trở lại như bình thường. Cô gái thăm ăn cắn răng, rút con dao nhỏ ra khỏi chân mình, chạy đến phòng chụp x-quang lại phát hiện ra cánh tay trái của mình đã biến thành màu đen. Cánh tay cũng không nghe theo sự điều khiển, hung hăng tóm chặt lấy tóc của chính mình, sau đó bổ nhào vào thùng rác. Cơ thể theo đó mà lăn tròn trên sàn nhà, mấy vòng mới thoát ra được. Đồ vật rơi ở trên nền đất, cô gái thăm ăn nhặt lên rồi nhét hết vào miệng. Sau khi ghê tởm nôn hết ra, cô ta muốn trốn, nhưng lại bị kéo quay lại, ấn đầu vào trong gạt tàn thuốc ở bên cạnh. Cô gái không ngừng giãy giụa. Sau khi được thả ra, cô ta không ngừng ho ra tàn thuốc. Lúc này, cả hai tay của cô đều biến thành màu đen. Nhưng sự việc chưa kết thúc, hai tay của cô gái thăm ăn nhấc bồn vệ sinh lên, đổ nước trong đó vào miệng mình, lại không ngừng nôn ngược ra. Cuối cùng, cô gái thăm ăn bị cô gái thời thượng đi loạn trọng, đẩy vào trong một căn phòng đầy các cơ quan. Thao Quan xuất hiện rồi. Cô gái thăm ăn muốn mở cửa rời đi, bên ngoài lại là ngõ cụt, cửa ra đã bị chặn đứng. Cô gái vô cùng tuyệt vọng, vừa khóc vừa nuốt chửng linh kiện, máu không ngừng tuôn ra. Cô ta bịt chặt miệng, lăn lộn trên đất. Thao Quan ung dung gõ từng nhịp, đợi cô gái ham ăn buông tay. Cằm của cô ta đã bị dính chặt vào hai tay, chỉ còn mỗi cái lưỡi, vẫn không ngừng lắc lư trong không khí. Cô gái lắc đầu, hất văng lưỡi của bản thân xuống sàn nhà. Lưỡi bị con mèo nuôi ăn mất. Bào thai chết ngâm trong hộp bay đến, cứng rắn nhét vào trong miệng của cô ta. Cô ta chết trong đau đớn. Bác sĩ Nam vẫn không liên lạc được với người của chợ đen, mà bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa lớn. Bác sĩ Nam không ngừng nhớ đến bạn trai của mình, muốn chuyển thi thể của Thao Quan đi, lái xe về bệnh viện. Trong khu y tá, em gái vẫn luôn mong mình có thai, trong túi đựng đầy que thử thai. Lần này, em gái cuối cùng cũng có thai rồi. Đang mơ tưởng đến khung cảnh của mình và bác sĩ, nắm tay nhau bước vào lễ đường kết hôn, bên ngoài đột nhiên rung lắc, em gái đi kiểm tra, phát hiện cánh tay của hai chị em song sinh đã bị khống chế, dính chặt vào mặt bàn. Thao Quan ngồi ở một bên giường, em gái vô cùng sợ hãi, không quan tâm đến lời cầu cứu của hai chị em, một mình chạy trốn. Em gái nhìn thấy cô gái thời thượng hoảng loạn chạy qua thì cẩn thận đuổi theo đến nhà xác. Trong phòng vang lên tiếng khóc, một chiếc giường đột nhiên sáng lên, em gái cẩn thận đi tới. Em gái đã bị Thao Quan bắt gặp, đang vụng trộm với bác sĩ trên chiếc giường này, sau đó bị đối phương đánh một trận. Cũng trên chiếc giường này, những y tá khác giữ chặt Thao Quan, đám người cùng nhau giết chết cô. Em gái nghe thấy tiếng khóc, chậm rãi vén vải trắng lên, chị gái đang nằm khóc dưới đó. Em gái sợ hãi, liên tục lùi lại, cơ thể run lên, lấy điện thoại ra gọi điện cho bác sĩ, nhưng khi ngẩng đầu lên, Thao Quan đã biến mất.
Em gái nói với bác sĩ bản thân đã chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ, hy vọng anh ta nhanh chóng quay lại. Sau khi cúp điện thoại, em gái đột nhiên nhặt chiếc ghế ở trên đất lên muốn đập chết đối phương, nhưng Thawan đã đi mất rồi. Em gái hoảng loạn chạy trốn trong mơ hồ, đụng phải cô gái thời thượng bị khâu đầu trong túi sách. Em gái vô cùng sợ hãi trốn vào một góc, nhưng đối phương lại lảo đảo tiến gần đến. Nhân lúc cô gái thời thượng ngã xuống, em gái lập tức kéo lấy quai túi sách, chậm chậm kéo ra. Vốn dĩ muốn cứu người, không ngờ lại giết chết cô gái thời thượng. Em gái sợ hãi, vội vã chạy đến cầu thang, muốn rời khỏi bệnh viện từ nơi này. Thấy một bóng lưng đang đi xuống dưới, em gái còn tưởng rằng đó là đồng nghiệp, không ngờ đó là một nhóm người già không có mặt. Bọn họ chen kín cầu thang, đám người già không ngừng bổ nhào về phía em gái, trong đó còn có một người chạm lên bụng em gái. Em gái phản kháng dữ dội, nhưng những thứ này đều là giả, em gái chỉ đang tranh đấu với không khí mà thôi. Đợi em gái đánh ngã hết tất cả, cẩn thận chạy xuống tầng, ra khỏi bệnh viện thì lại cảm nhận được khắp nơi đều là bóng người màu đen đang nhìn mình, lúc nhìn kỹ hơn thì lại chẳng có gì. Sắp đến 12 giờ rồi, em gái bị nắm tóc kéo ngược trở lại bệnh viện, bị đánh một trận. Váy của em gái nổi lên màu đỏ. Em gái khẩn cầu Thawan tha cho mình, tha cho đứa bé, nhưng mặt Thawan không hề đổi sắc. Lòng em gái giá lạnh, cầm lấy một vật sắc nhọn xông về phía Thawan, đâm cô, nhưng cuối cùng lại đâm vào bụng của chính mình. Càng lúc càng gần đến 12 giờ đêm, em gái bị khống chế không ngừng đâm vào chính mình, sau đó chạy trốn. Một bên khác, chị em song sinh cũng cùng nhau chạy trốn. Hai người đụng phải Thawan, một người sợ hãi tiến vào thang máy, một người chạy đến phòng giám sát. Cô gái nhìn thấy tình hình trong thang máy từ camera, vội vàng gọi điện thoại bảo cô gái ở trong thang máy cẩn thận. Thawan đột nhiên xuất hiện ở trong thang máy. Cô gái trong thang máy bất ngờ ngất xỉu. Cô gái trong phòng giám sát nhìn thấy tình trạng của người khác thì sợ hãi cực độ, lần nữa gọi điện thoại cho người chị em trong thang máy. Cô gái trong thang máy tỉnh lại muốn tìm điện thoại, nhưng điện thoại lại đang ở trên mặt của cô. Cô gái bị khống chế tự lao vào vách thang máy. Cô gái nôn ra máu, lại cũng nôn ra rất nhiều linh kiện điện thoại. Sau đó cô ta bị khống chế bỏ vào trong tủ, đưa đến phòng giám sát. Cô gái trong phòng giám sát nhìn thấy chị em của mình ở phía sau lưng, cô ta run rẩy quay đầu lại. Tiếp đó, không khống chế được mà dùng mũi kim tiêm đâm vào đầu ngón tay của cô gái trong thang máy. Sau một hồi hành hạ, ống tiêm lại biến thành một cái cưa. Mặc dù không bằng lòng, nhưng cả hai đều đã bị khống chế, cùng nhau cưa rời đùi của cô gái trong thang máy. Máu tươi bắn ra, thấm ướt người cô ta. Cô gái trong thang máy cười tươi rồi nhắm mắt chết. Cô gái trong phòng giám sát tự tay chặt xác của người chị em, trong tủ toàn là máu tươi. Cô ta vô cùng đau khổ, cầu xin Thawan tha cho mình, nhưng Thawan không hề mềm lòng. Quan hệ của hai chị em song sinh vốn dĩ rất tốt, cô gái trong phòng giám sát cũng không muốn sống một mình, cô ta cầm cưa tự sát ở ngay bên cạnh. Bác sĩ lái xe quay trở lại bệnh viện, nhìn thấy Quân Át Cơ trong xe thì nhớ đến bạn trai. Đối phương muốn kết hôn với anh ta, nhưng anh ta chỉ muốn lấy phụ nữ. Bác sĩ cuối cùng cũng về đến bệnh viện. 12 giờ đã điểm, Thawan vô cùng đau đớn. Em gái nhân cơ hội cầm lấy vũ khí bổ về phía cô ta. Không ngờ, đồng hồ lại có nhiều thêm 1 giờ đồng hồ. Thawan rút vũ khí ra khỏi cơ thể, miệng vết thương không ngừng rơi ra kim tuyến. Cô cười lớn, sau đó siết chặt cổ của em gái, trói chặt hai tay, dẫm chân lên mặt của cô ta. Trong bệnh viện, dần dần vang lên ca khúc trong hôn lễ. Thawan đi mất rồi. Logo của bệnh viện cũng rơi xuống, lăn về phía em gái. Cuối cùng, Thawan vẫn mềm lòng, không giết chết em gái của mình. Bác sĩ khiêng xác của Thawan trên vai, tay còn cầm một bó hoa. Anh ta nhìn thấy cuối hành lang bị trang trí thành hôn lễ, cho rằng đây là ngạc nhiên mà em gái chuẩn bị cho mình, nhưng cô dâu lại là Thawan. Bác sĩ sợ đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn thấy Thawan đi về phía mình, máu trên người cô càng lúc càng nhiều. Vũng máu dưới sàn lại hiện lên hình ảnh hai người trong quá khứ. Hóa ra, Thawan chính là bạn trai của bác sĩ. Cô vì yêu mà chuyển giới, muốn kết hôn với người đàn ông yêu mình, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục như thế này. Cô giữ chặt lấy bác sĩ, muốn kết hôn với anh ta. Em gái đi tới, đổ rượu đổ sang lên trên xác của Thawan rồi châm lửa. Thi thể bị lửa thiêu cháy, Thawan nằm ở dưới đất, dần dần chìm vào trong vũng máu. Sự tình hình như đã kết thúc rồi. Bác sĩ và em gái nhanh chóng chạy đi, nhưng khi đi đến cầu thang, em gái đột nhiên lại đau bụng muốn sinh. Thawan chậm chậm bò ra từ trong bụng của em gái. Cô quay lại cơ thể con trai, đến gần bác sĩ, dùng tay máu giữ chặt mặt của anh ta. Trong miệng chỉ có một từ, kết hôn. Bộ phim kết thúc tại đây.